Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với đồ chơi di động .com. Trong clip này mình sẽ giới thiệu đến các bạn không phải là giới thiệu sạc dự phòng đâu nha. Sạc dự phòng thì mình giới thiệu rồi, mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái này nè. Đây là Sài Gòn đang rất là nóng nực, chuẩn bị bước vào mùa hè nữa, càng lúc càng nóng. Mỗi ngày nhiệt độ có khi lên gần 40 độ luôn, chịu không nổi thì cái này rất là hiệu quả đây. Đây. Món đồ chơi rất là hiệu quả cho mùa hè. Giá thì hạt rẻ nhưng mà lợi ích mang lại thì rất lớn. Nhìn qua các bạn chắc thể đoán được nó chính là cái quạt. Và cái điểm đặc biệt của cái quạt này, các bạn sẽ nhìn thấy đây chính là quạt sử dụng cổng USB để cung cấp cái điện năng hoạt động cho nó. Và rất là đơn giản, các bạn có thể cắm trực tiếp cái quạt này vô cái máy tính, để bàn, laptop, hoặc các nguồn điện có đầu ra là cổng USB, hoặc là đơn giản chúng ta hãy cắm vào sạc dự phòng để chúng ta mang đi khắp nơi, bất kỳ nơi đâu, đi chơi nắng quá, nóng quá thì chúng ta ngồi xuống rồi cắm vô cái sạc dự phòng cái cho nó mát, quạt hoài không quạt suốt cả ngày không sao cả. Bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết cái quạt này ha. Đây mình đã chi màu xanh thì cho nó dễ thương. Cái phần cánh quạt nó được làm bằng cái gì vậy ta, giống như là cái xốp mềm vậy đó, đó. Cầm vô rất là đã, mềm mềm vậy nè. Mà cái này á, an tâm nha, khi mà quạt á, con nít mà nó có thò tay vô cũng không sao, cả để nó mềm mà, nó phải như cánh cứng thôi, chém bị chảy máu chứ. Đây là phần định đầu trên của nó. Còn đây là cái cụm motor nó nằm bên trong này. Còn đây là cái thanh này, thanh lò xo này chúng ta có thể uốn dẻo được. Ở trong này nó chứa cái đường dây điện để nối xuống cái chân cắm nguồn. Đấy, hiện tại shop có 3 màu vậy thôi. Sắp tới thì không biết có thêm màu nào nữa hay không thì cũng chưa biết. Là màu xanh lá nè, màu đen với lại màu trắng. Đấy, màu nào cũng hay hết á. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nó hoạt động thực tế như thế nào. Mình sẽ minh họa bằng cái sạc dự phòng Bixen 10.000. Sạc này thì nó cắm từ ngày này qua ngày nọ chắc nó cũng không hết pin được. Cứ cắm nó vào cổng USB này ha. Hồi hộp quá không biết cắm có lên hay không. Và 1, 2, 3. Wow, các bạn nghe tiếng không? Nó quạt đã kìa, rất là mát. Để gần cho các bạn xem luôn. Wow, nghe lắm. Rất là tiện. Đây, có bị gì? Có cấn nhược gì đó cũng không sao cả, rất là an toàn. Đưa tay thọc vô không sao cả, rất là an toàn cho trẻ em, người già. Các bạn thấy không? Cầm cái này đi, quạt mát cho mình, cho người yêu này, cho ba, cho mẹ, cho ông, cho bà nè. Rất là đã, rất là dễ thương. Và giá là rẻ nữa. Muốn biết giá bao nhiêu thì các bạn đi vô đồ chơi di động.com, các bạn xem trong đó nó có rẻ chi tiết. Đặt xong có người mang tận nhà các bạn, không cần phải đi ra đường, nóng chết. Quá ghê đâu. Mình đã thử để cái quạt này đó, từ sáng cho đến chiều trên cái cục sạc này. Thì cái phần này lưu ý nè, mình chưa dám để nhiều nữa tại vì mình thấy nó cũng để tới chiều á thì nó cũng nóng, nó vẫn quạt bình thường hết, không sao cả. Nhưng mà chắc cũng không ai mà để từ sáng đến chiều thay cái quạt điện này, tại vì cái nó mát cũng vừa phải thôi chứ không phải là nó như cái quạt lớn của chúng ta. Nói chung là cái này chữa cháy thôi, chữa cháy với lại mang tính chất giải trí, hoặc là một cái món đồ công nghệ mà các bạn nên sưu tầm để trong nhà. Bạn bè đến thì chúng ta đem ra, chúng ta ghé hàng chút xíu. Giới thiệu cái quạt USB của đồ chơi di động.com đến đây là hết rồi. Thôi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các clip khác nha.